Khẩu đức của một người tốt mới có thời vận tốt. Thời vận tốt mới có thể bớt đi đường vòng và thêm nhiều thành tựu. Cổ nhân có câu, miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể loài cây gai góc xấu xí. Tu luyện khẩu đức chính là tu luyện trường khí của bản thân mình. Khắp người đầy phúc khí mới có thể gặp nhiều may mắn. Người thông minh nhất định không nói điều này. 1. Nói nhiều lời. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, chúng ta không nên nói quá nhiều. Trong Mặc Tử có ghi chép rằng học trò của Mặc Tử hỏi ông: "Thưa thầy, nói nhiều có ích lợi gì không?" Mặc Tử đáp rằng: "Tóc và ếch cốn cả ngày kêu không dừng, kêu tới mức lưỡi khô cổ khác, nhưng vẫn không có ai lắng nghe chúng. Sáng nay ta nhìn thấy một chú gà trống cất tiếng gáy rất đúng giờ vào lúc bình minh, ai nấy đều tỉnh giấc. Nhiều lời có ích gì chứ? Chỉ trong tình huống hợp thời nói mới có tác dụng. Không nên nhiều lời. Người biết nói chuyện thường biết nói những lời lẽ phù hợp tùy tình huống. 2. Nói tùy tiện. Không nên nói năng tùy tiện, bởi lẽ nói lời mà cứ thay đi đổi lại chi bằng không nói. Làm người không thể tùy tiện nuốt lời, nếu thay đổi lời hứa chi bằng không hứa còn hơn. Đừng nói năng tùy tiện, người nói năng tùy tiện chỉ mang về mình những lời oán trách. Đừng dễ dàng hứa hẹn gì với người khác, bởi điều này sẽ khiến bạn mất uy tín với mọi người xung quanh. 3. Ăn nói ngông cuồng. Ngông cuồng hay khiêm nhường sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới họa phúc của mỗi người. Điều mà con người triển hiện trước mắt người khác đều là lời nói và hành vi. Lời nói lại trực tiếp truyền tới tai người khác, vậy nên kỵ nói lời lộng ngôn. Kẻ ngông cuồng sẽ khiến người khác nhức mắt, tự gây thù chuốc oán và rất dễ rước họa vào thân. 4. Nói thẳng. Đừng thẳng thắn bất chấp hậu quả, nếu không sẽ gây ra rắc rối. Phải để ý tới lòng tự tôn của người khác, đặt thể diện của họ vào vị trí số 1. 5. Nói quá lời. Lời ăn tiếng nói phải hàm súc, hãy nhớ chừa lại khoảng đất trống cho mình và người khác. Dẫu bạn hiểu thấu người khác cũng không cần phải nói hết những gì mình biết. Hãy giữ lại vài phần đất trống cho người khác, coi như giữ lại chút khẩu đức cho mình. Trách mắng người khác không cần quá khắt khe, chừa lại vài phần cho người, giữ lại khoan dung cho mình. 6. Tiết lộ bí mật. Đối với một vài chuyện bí mật của người khác hay tổ chức nào đó, bạn nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Đây không chỉ là vấn đề nhân phẩm của con người mà cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó có thể lường trước. Khi sự việc chưa được xác định, bạn không nên nói chắc nịch như đinh đóng cột, tránh gây nên ảnh hưởng không tốt. 7. Nói lời xấu xa. Đừng nói những lời thô lỗ, đừng làm tổn thương người khác bằng những lời nói không hay. Những lời ác khẩu gây ra tổn thương về tâm lý còn vượt xa so với vết thương trên thân thể. 8. Nói lời kiêu căng. Lão Tử nói, tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trường. Những người quên quan, khoác lác thường bị tiêu giảm công lao. Kẻ ngang ngược tự đại sẽ chẳng thể tiến xa. Người nói lời kiêu căng không phải vì kiêu ngạo thì là vì vô tri. Dẫu là ai thì cũng bất lợi cho sự trưởng thành của bản thân, chỉ khiến người khác chán ghét họ. 9. Nói lời vu khống. Vu khống là nói xấu sau lưng, gieo rắc mối bất hòa hoặc vu cáo ác ý, coi thường và xúc phạm người khác. Những người nói lời vu khống đều là những kẻ xấu xa. Đừng nói xấu sau lưng người khác,
Nói xấu sau lưng người khác sẽ khiến thiên hạ bất bình. 10. Nói lời nóng giận. Đừng nói chuyện khi đang tức giận, vì những gì bạn nói vào lúc này sẽ làm tổn thương người khác và chính bạn. Không được nói năng tùy tiện. Khi tức giận, lời nói ra không được xử lý qua não bộ nên cần suy xét cẩn thận. Khi bạn tức giận, hãy lấy một tờ giấy trắng ra, viết tất cả suy nghĩ và quyết định của mình lên một trang giấy. Bạn nghĩ gì hãy viết nấy. Đợi tới hôm sau bạn mới mang tờ giấy đó ra đọc lại một chút. Nếu cảm thấy đó chỉ là những lời nóng giận thì hãy gấp trang giấy đó thành một chiếc máy bay và phóng nó ra khỏi tâm trí bạn. 11. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên đã hết. Và nên cảm ơn họ, đừng oán giận. 12. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy, vô nghĩa. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc bi quan chế ước, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình. Khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì mà từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân mình. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải. 13. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức tật đố sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người hại mình. Một người nên được gì thì đó là trong mệnh của họ đã được an bài dựa theo đức và nghiệp mà họ tích được. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì, thực ra hại người cũng chính là hại mình. 14. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng, ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đừng nên vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà mê lạc mất bản thân. 15. Khi người khác buồn phiền, đau khổ. Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người có giáo dưỡng, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười. Hoặc ngược lại, sự lệch pha đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo. 16. Khi người khác suy tư, lao động trí óc. Sự im lặng là dương quốc của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm. Văn hào Gerzi xác định tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của dông tố cuộc đời. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá khoảng riêng của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. 17.
khi người khác không hiểu mình. Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn, dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây dị ứng hoặc hiềm thù. 18. Khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là bách khoa tự điển. Nhà bác học A. Edison nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương. Còn hiền triết Socrates thừa nhận, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng. 19. Khi người khác khoe khoang, lý sự. Thùng rỗng kêu to, càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm thông. Trong bốn phép toán, phép trừ là dễ nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắc khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình. 20. Khi người khác không cần mình góp ý kiến. Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Giả lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính. Nói quên quang rồi đến chỗ đuối. Nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái. Nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Cổ nhân dạy cái miệng quyết định phúc phận cả một đời. Người có bốn đặc điểm này khi nói chuyện cả đời phú quý. Miệng tốt bao nhiêu, mệnh tốt bấy nhiêu. Ở đời, đừng nghĩ rằng vàng bạc châu báu là phước báo. Phước hạnh thực sự chính là cuộc sống vui vẻ và một tâm thái tốt. Ngay cả những người nghèo, chỉ cần họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế là có thể giàu sang phú quý. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một gã nhà giàu yêu cầu tên đầy tớ mua cho hắn thứ tốt nhất trên đời và thứ xấu nhất trên đời. Cả hai lần, anh ta đều mua về một cái lưỡi. Tên người giàu rất tức giận vì nghĩ rằng mình bị trêu chọc liền hỏi tội anh đầy tớ. Cậu ta liền giải thích, thứ tốt nhất hay xấu nhất trên đời đều từ miệng mà ra. Nếu nói tốt thì là tốt, nếu nói không tốt là không tốt. Hóa ra muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần họ mở lời là biết được. Há miệng là phúc, ngậm miệng là phúc. Miệng tốt bao nhiêu, mệnh tốt bấy nhiêu. Người biết nói chuyện, EQ cao. Một lần, khi nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lý Vũ Xuân tham gia một chương trình biểu diễn, có một fan hâm mộ đã chạy tới và tặng cô một bó hoa. Thông thường, sau khi nhận được hoa, nhiều người nổi tiếng sẽ nhờ trợ lý cầm hộ để có thể nhận thêm hoa từ những khán giả khác. Thế nhưng Lý Vũ Xuân vẫn ôm chặt bó hoa trong tay. Khi được hỏi tại sao không giao cho trợ lý, phải chăng làm thế lấy để lòng người hâm mộ? Nữ ca sĩ cho biết cô không nhờ người khác cầm hộ vì cô có thể tự giữ bó hoa nên không cần phải gây rắc rối cho người khác. Quả thực, tại sao phải làm phiền người khác vì những thứ bạn có thể làm? Câu trả lời chân thật của nữ ca sĩ đã làm tan biến mọi sự bối rối. Đặc biệt, khi một fan hâm mộ nhìn thấy bó hoa của mình được thần tượng trân trọng, trong lòng hẳn là rất cảm động. Đây cũng là cách truyền thông hiệu quả mà tiết kiệm nhất cho một người nổi tiếng. Nếu một ngôi sao muốn duy trì sự nổi tiếng, họ cần biết nên nói gì và không nên nói gì.
Một người nếu muốn có được tình cảm của người khác thì phải ăn nói khéo léo và đừng dùng lời nói để tổn thương bất cứ ai. Điều này thể hiện trí tuệ cảm xúc của họ rất cao và dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Người không cằn nhằn, khí chất cao quý. Những người thích buôn chuyện đều có một điểm chung là bất cứ chuyện trên trời dưới đất cũng có thể trở thành chủ đề để nói. Ở nhà thì họ nói chuyện và phàn nàn về cuộc sống. Dù là nói những điều hay, điều tốt cũng sẽ khiến mọi người nhàm chán vì nghe quá nhiều. Trên mạng xã hội, nếu thường xuyên đăng status hay ảnh sẽ gây phiền cho người khác. Khi một người ngừng cằn nhằn, họ sẽ sống một cuộc đời yên bình hơn, thoải mái hơn. Người an tĩnh sẽ nhẹ nhàng quan sát người khác, nghiền ngẫm một cuốn sách và suy nghĩ về cuộc sống bằng trái tim mình. Càng an tĩnh thì càng cao quý. Người ăn uống tiết chế, có sức khỏe. Có một cô gái nọ từng là hoa khôi đại học. Sau này vì được bạn trai chiều chuộng, phục vụ đồ ăn thức uống ngon mỗi ngày, dần dần cân nặng vượt quá 100kg. Cuối cùng, ngoại hình đánh bại hạnh phúc, cô phải điên cuồng tìm cách giảm cân. Ai cũng thích ăn ngon, nhưng lại không biết cách tiết chế bản thân, kết quả là tự làm khổ chính mình. Thói quen ăn uống không đúng cách có thể khiến con người đi nhanh chóng, ăn uống không hợp lý còn khiến cơ thể mắc bệnh. Sức khỏe là món quà xa xỉ của cuộc sống, khỏe mạnh là điều may mắn. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Người biết giữ miệng, sống an nhiên. Con người, ai ai cũng có những bí mật của riêng mình. Họ không muốn chia sẻ với người khác vì đó là quyền riêng tư của họ. Tuy nhiên, nhiều người lại thích đem quyền riêng tư của người khác ra để làm đề tài nói chuyện. Chỉ một câu nói, "Tôi chỉ nói với cậu thôi, đừng nói với người khác đấy" khiến chuyện bí mật không còn là bí mật nữa, thậm chí còn được lan truyền nhanh chóng và trở thành nhiều dị bản. Có câu bệnh từ miệng mà ra, quả cũng từ miệng mà vào, quả chẳng sai. Người không quản được miệng thì khó an phận thủ thường, dễ rước họa vào thân. Cần phải ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình. Ngay cả với những người thân thiết nhất cũng không nên tiết lộ vết sẹo của người khác. Nếu không sẽ có ngày bạn cũng bị đối xử giống như vậy. Người biết giữ miệng lưỡi là người đáng để người khác tin tưởng, tránh được thị phi, rắc rối. Người luôn miệng cười là người xinh đẹp. Cuộc đời không nợ bất kỳ ai, vậy nên chúng ta cũng chẳng cần nhiều lời kể khổ. Bất kể bạn gặp phải chuyện gì, hãy cứ mỉm cười, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong công việc, người hay cười sẽ tạo thiện cảm cho khách hàng, được khách hàng yêu mến, vì vậy mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Khi gặp khó khăn cũng đừng đánh mất nụ cười, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ bạn. Trong gia đình, những người thích cười sẽ mang đến niềm vui cho những người xung quanh, khiến mọi khó chịu, phiền não đều tan biến. Vì thế mà gia đình êm ấm, hạnh phúc. Khi gặp nghịch cảnh, hãy mỉm cười và động viên chính mình. Cuộc sống sẽ nhanh chóng mở ra một cánh cửa mới. Cuộc sống giống như một tấm gương, bạn cười thì nó cười, khi bạn khóc thì nó cũng khóc. Vì vậy, đừng buồn bã, cũng đừng than khóc. Cuộc sống nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng không vì vậy mà luôn phải cau mày. Khi đã quen với việc nở nụ cười, mọi cay đắng rồi cũng sẽ trở nên ngọt ngào mà thôi. Bốn kiểu người rất dễ cái miệng hại cái thân, nếu không thay đổi sẽ rước phải tai ương lên mình. Lời nói đọi máu, rất nhiều phát ngôn vô ý vô tứ trong lúc vui mồm, thiếu kiểm soát có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt.
rắc rối và tai ương đổ lên đầu vì những chuyện không đâu. 1. Người không kiềm chế được mà chia sẻ chuyện cá nhân của mình. Không biết liệu bạn có nhận ra hay không, xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong môi trường làm việc, luôn có một vài người mà dù quen biết vài năm, bạn vẫn không biết nhiều về họ. Chính xác hơn là không hiểu rõ chuyện cá nhân xung quanh họ. Nguyên nhân chủ yếu là vì dù trong lúc nói chuyện phiếm, họ cũng biết cách khéo léo đưa đẩy câu chuyện lên người khác mà không dẫn đề tài về bản thân mình. Trong mắt họ, chuyện công có thể bàn bạc sâu kỹ, nhưng chuyện riêng thì giữ kín như bưng. Bởi vậy, người ta có muốn ngồi lê đôi mắt hay bàn luận thì phi cũng không thể tìm ra điều gì về họ mà nói. Ngược lại, có một số người không kiềm chế được mà kể về chính mình. Một khi bắt đúng sóng thì chuyện gì họ cũng có thể kể, thậm chí là những bí mật riêng tư nhất của bản thân. Bất kể là ưu điểm hay khuyết điểm, một khi đã được kể ra, nó sẽ không còn là bí mật nữa. Nếu người nghe đáng tin cậy thì không sao, nhưng nếu đối phương là kẻ hay đưa chuyện, hoặc là kẻ tiểu nhân đâm lén sau lưng thì cần phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi một người đã muốn chơi xấu thì chỉ cần 7 phần 10 sự thật cộng thêm mắm thêm muối, bạn cũng sẽ tai ương ngập đầu. Cho nên, khi chia sẻ chuyện cá nhân của bản thân, bạn cần phải tinh ý, chọn đúng người, đúng thời điểm, nếu không muốn dạ miệng và nhận về kết cục không hay. 2. Đối phương mới đối xử tốt một chút đã dốc hết tâm can. Một người không biết lựa lời, giữ mồm giữ miệng thì dù tuổi đời có lớn đến mấy, cũng khó có thể xây dựng cảm giác đáng tin cho người xung quanh. Muốn được người khác tôn trọng và kính nể thì nguyên tắc cư xử quan trọng nhất mà họ không được bỏ qua chính là quản lý mồm miệng thật tốt mới có thể quản lý tâm trí của mình. Dù đặt bản thân trong hoàn cảnh nào cũng phải nắm chắc điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất giới hạn và lý trí của bản thân, mất quyền kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình. Những người có EQ thấp thường không biết cách thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân ổn định và thân thiết với những người khác. Vì vậy, khi có ai đó sẵn sàng gần gũi và đối xử tốt với họ dù ít dù nhiều, họ sẽ nhanh chóng coi đối phương như bạn tốt. Với tâm lý như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ, từ đầu chí cuối, họ đều sẵn lòng chia sẻ tất cả với đối phương. Ở đời, phải biết rằng mối quan hệ giữa các cá nhân dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng có giới hạn nhất định trong lời nói, việc làm mỗi ngày. Những thứ thuộc về nguyên tắc là bí mật không được phép chia sẻ, là điều riêng tư mà mình vô tình được biết thì càng không được biến thành đề tài câu chuyện phiếm giết thời gian. Một khi đã nói ra, rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh tai dách mạch rừng, tam sao thất bản. Cuối cùng, chính mình trở thành nguồn cơn gây chuyện thị phi, hoặc tạo ra những tai ương lớn về tinh thần và lợi ích cho người khác. Ở trường hợp đó, càng giải thích càng khó lấy lại được lòng tin. 3. Kiểu người không biết cách từ chối. Một người không biết cách từ chối chắc chắn không thể chiếm được sự tôn trọng từ người khác, mà sự nhún nhường, chịu đựng và hy sinh của họ chỉ có thể trôi vào quên lãng, không đem lại chút giá trị nào. Thậm chí, họ để lại trong ấn tượng của người khác rằng ai cần cứ lấy. Không phải tự dưng mà người ta có câu lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc bén. Lòng tốt được ban phát một cách thừa thãi sẽ dần biến tướng, đem tới rắc rối cho cả người nhận và người cho. Mà một người không biết cách từ chối thì rất dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng.
người thì xin vay tiền, người thì nhờ hoàn thành công việc, người thì yêu cầu giúp đỡ đủ chuyện. Có lần một sẽ có lần hai, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, dần dần nó sẽ vượt quá khả năng mà lòng tốt và năng lực của bạn có thể đáp ứng. Cuối cùng, vì một lời từ chối không được nói ra, bạn đã tự mua tai ương vào thân. Như vậy, chỉ có cách nói không với người khác mới giúp bạn tập trung công việc quan trọng của chính mình. Biết cách từ chối khéo léo mới không lo thua thiệt, cái miệng hại cái thân. 4. Kiểu người hay lo chuyện bao đồng. Trên đời này có 3 loại việc: một là việc của bản thân, hai là việc của người khác và ba là việc của ông trời. Buồn phiền của đời người thường đến là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc của người khác và lo lắng hộ việc của ông trời. Đối xử tốt với người khác là một đức tính tốt, nhưng lòng tốt của một người cần phải dành cho đúng người, tùy từng việc cụ thể. Nếu không, bạn sẽ trở thành minh chứng điển hình cho câu nói: nhiệt tình cộng thêm ngu dốt bằng phá hoại. Đặc biệt là trong trường hợp năng lực bản thân có hạn, vất vả lắm mới có thể giải quyết rắc rối của bản thân, nhưng vẫn muốn ôm đồm quản cả chuyện thiên hạ. Cuối cùng, hậu quả nhận được là xôi hỏng bỏng không. Lấy ví dụ như những lời góp ý xuất phát từ lòng tốt như bạn đừng ăn mặc như thế, xấu lắm, mình thấy bạn hôm nay hơi mập thì phải, bạn nên thay đổi kiểu tóc, đôi khi cũng có thể vô tình châm ngòi hiềm khích của người khác. Họ thiết nghĩ rằng chẳng biết bạn hơn được ai mà bày đặt nhận xét, thành ra ác cảm, nhìn bạn như một kẻ hợm hĩnh, thích lên mặt dạy đời. Mà hình tượng như vậy thì chẳng ai thích giao lưu và thân thiết. Ngược lại, đôi khi vì thế, bạn còn đắc tội tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen, rước thêm kẻ thù, đem tới nhiều tai ương không đáng. Cho nên, muốn cuộc sống vui vẻ và đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời. Luật nhân quả đời người không ai có thể bỏ qua. Lời nói có tâm, xử sự có tầm là tích lũy phúc báo. Bạn làm được bao nhiêu rồi? Không có quý nhân tự dưng phù trợ, cũng không có may mắn trên trời rơi xuống. Tất cả đều là sự tích lũy của cuộc sống với 4 quy tắc nhân quả sau đây. 1. Thế giới là thung lũng trống và cuộc sống là tiếng vọng. Bạn tạo ra loại âm thanh nào, bạn sẽ nghe thấy loại âm thanh đó. Bày tỏ lòng tốt với thế gian thì tự nhiên sẽ gặt hái được quả tốt, còn cất lên tiếng ác thì chắc chắn sẽ chỉ nghe toàn điều ác. Vào thời Xuân Thu, nhà Tấn, phụ thân của Ngụy Diên khi sắp qua đời, vốn định cho phép ái thiếp của mình là Tổ Cơ được về quê tái giá. Nhưng đến lúc bệnh tình nguy kịch thì đổi ý, yêu cầu phải tuẫn tán theo quan tài. Sau khi phụ thân qua đời, Ngụy Diên không nhẫn tâm, vì thế âm thầm thả Tổ Cơ về quê cũ, không hề nhắc tới ý nguyện lúc lâm chung của cha mình. Sau đó trên chiến trường, Ngụy Diên và tướng quân nước Tần là Đỗ Hồi đang kịch chiến với nhau. Trong thời khắc nguy nan nhất, ngựa của Đỗ Hồi bỗng bị tấn công. Ngụy Diên lợi dụng tình thế để nhanh chóng chiếm thượng phong, bắt được tướng địch làm tù binh, đại thắng mà về. Sau đó, Ngụy Diên mới biết được người đã giúp mình trên chiến trường lúc đó chính là cha và anh của Tổ Cơ. Đạo Phật nói, cái gì cũng không thể mang theo ngoại trừ nghiệp. Thiện ác hữu báo, nhân quả tương ứng. Những điều tốt và xấu mà một người đã làm trong đời sẽ trở lại với chính họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Người trao yêu thương sẽ nhận lại phúc khí.
2. Cuộc đời giống như từ trường, niềm tin chính là đặc tính. Bạn tin tưởng điều gì mới có thể thu hút điều đó. Cảnh do tâm tạo nên, vật do tâm thay đổi. Trước kia, có một câu chuyện kể rằng hoàng đế có một giấc mơ. Trong mơ, ông ta thấy núi lở, sông khô và hoa tàn. Sau khi tỉnh dậy, ông ta đã ngay lập tức kể lại với hoàng hậu. Hoàng hậu nói: "Không hay rồi, núi và sông chính là giang sơn. Núi lở sông khô cho thấy giang sơn của bệ hạ khó giữ. Hoa tàn chính là lòng người điêu đứng, chẳng được dài lâu." Khi hoàng đế nghe được điều này, ông ta suốt ngày lo lắng tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Đại sự quốc gia cũng không còn tâm sức mà lo toan, sức khỏe thì xấu đi trông thấy. Theo thời gian, quốc gia dần dần xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Lần này, ông triệu tập đại thần tâm phúc của mình để giải bày. Ai ngờ đại thần nghe xong lại vui mừng nói: "Bệ hạ, đây là điều tốt. Núi đổ tức là ngài vượt qua khó khăn, thiên hạ thái bình. Sông cạn sẽ làm thân rồng hiện rõ, không lo nạn ngập úng khắp nơi. Hoa tàn chính là thời điểm cây trái kết quả, mùa màng bội thu." Hoàng đế vừa nghe lời này, trong lòng lập tức thấy hào khí mênh mông, tinh thần sáng láng, thân thể dần dần tốt lên, cũng có động lực làm việc. Ngay sau đó quốc gia trở lại yên bình. Nhà tâm lý học Maslow từng nói: "Tinh thần thay đổi thái độ, thái độ thay đổi thói quen thay đổi tính cách thay đổi vận mệnh." Vạn vật đều phản chiếu từ trái tim con người. Bạn tin tưởng điều gì thì điều đó sớm muộn cũng sẽ tới. Một người tin tưởng vào bản thân cuối cùng có thể thành công tìm được chính mình. Mọi người sẵn sàng tin vào sự ấm áp thì thế gian mới có thể tràn ngập sự ấm áp. 3. Phúc đức là một con tàu, tài phú và địa vị là trọng tải. Khi trọng tải vượt quá sức chịu đựng, con tàu sẽ chìm dần. Tương ứng, khi phúc khí của bản thân không tương xứng với tài phú và địa vị đang sở hữu, tai họa ắt tới gần. Thời Ngũ Đại Thập Quốc của Trung Quốc xưa, Lưu Hoàng hậu của Đường Trang Tông tham lam, dùng quyền lực của mình để thu tiền của dân chúng. Ngân khố không có tiền chi quân, mà của cải hậu cung thì chất đống như núi. Tể tướng đã nhiều lần phản đối, hy vọng Lưu Hoàng hậu có thể tạm thời cho quốc gia mượn tạm để nuôi quân nuôi dân, nhưng Hoàng hậu không đồng ý. Sau đó, dân chúng lầm than, Lý Tự Nguyên tạo phản, hoàng đế bất tài bị mọi người dứt bỏ, thậm chí còn chết trong tay một cung nhân. Lưu Hoàng hậu ôm theo tài vật để chạy đến một ngôi chùa, muốn xuất gia làm ni cô nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cho nên mới nói, phúc đức của một người phải xứng đôi với tài phú và địa vị của người đó. Người có đức ắt có phúc, người không có đức ắt gặp tai họa. Đừng đòi hỏi quá nhiều, tu dưỡng tư cách đạo đức chính là vận may lớn nhất của một người. 4. Cuộc sống là cán cân, bên trái là cho, bên phải là nhận. Bạn cho đi một điểm sẽ nhận lại một điểm, bạn trả giá rất nhiều sẽ gặt hái được rất nhiều. Một khi đã muốn có được điều gì thì phải đưa ra sự nỗ lực tương xứng. Không ai có thể đợi thành công từ trên trời rơi xuống, đằng sau sự rực rỡ là muôn vàn gian nan. Thời Nam Tống, Trương Cửu Thành thời kỳ còn là một đệ tử, nghe theo lời khuyên của thầy dạy, ngày ngày chăm chỉ học tập và luyện rèn. Mỗi ngày, từ khi trời vừa tảng sáng, Trương Cửu Thành đã dậy,
đứng ở cửa sổ để đọc sách. Thói quen này kiên trì suốt 14 năm. Chờ tới khi ông rời đi, phiến đá bên cửa sổ đã mài mòn thành hai dấu chân rõ rệt. Vì có kiến thức uyên thâm, hiểu sâu từng đạo lý, Trương Cửu Thành đã thành lập Hoành Phổ học phái, trở thành danh sư nổi tiếng, tạo thành bao thế hệ cao đồ. Cho nên, tổng kết lại, những thất bại của ngày hôm nay đều là do quá khứ không chăm chỉ làm việc, còn thành tựu trong tương lai là do hiện tại ngày ngày nỗ lực. Đừng bao giờ ôm mộng không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ khi một người kiên trì bền bỉ, trả giá mồ hôi và công sức thì cuối cùng mới có thể làm nên thành tựu. Cán cân cuộc sống luôn có dao động, nhưng cuối cùng, về bản chất, nó sẽ trở lại với trạng thái cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Không có vận may trên trời rơi xuống, cũng không có may mắn trời ban. Mỗi một bước tiến của chúng ta đều phải đạt được bằng sự nỗ lực chăm chỉ thì mới bền vững trong lâu dài. Mọi thứ đều có nhân quả, không ai có thể bỏ qua.